What's up anh em, mình là Kisu đến từ Beat Baron. Và hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn 10 thể loại drum beats khác nhau, giúp các bạn level up quá trình sản xuất âm nhạc của mình. Let's check it out. Thứ tư, chúng ta sẽ có một thể loại âm nhạc đang rất hot ở thời điểm hiện tại, đó là Amapiano. Amapiano là một thể loại âm nhạc rất thịnh hành gần đây, với những tên tuổi nổi tiếng như là Wizkid, Tyler đã đưa dòng nhạc này ra đến tầm thế giới. Đầu tiên chúng ta có một cái kick, chúng ta có thể add thêm một cái clap. Không thể thiếu nữa, chúng ta có những bộ gõ mang âm hưởng từ châu Phi. Add thêm một cái shaker. Làm cho bộ gõ dày hơn. Thêm những tiếng rim shot. Ngoài ra không thể thiếu nữa đó là những tiếng lock. Những tiếng lock này mang lại âm thanh rất đặc trưng dành cho dòng nhạc này. Và cuối cùng chúng ta đã có một cái drum beat Amapiano cơ bản.